Một là cái căn đó bị là bị bùa ngải, hay 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 là cái căn đó là bị phạt. Ba nữa là cái căn đó bị chặt ta chặt giò gạt đời kiếp trước, thì tôi xin giấy vàng độc kinh cho họ được đi tu, được đi chuyển kiếp và được đi đầu thai, được về thiên đất mẹ. Và ba nữa là tôi sẽ giúp được cho mọi người, ví dụ như là nhẹ đi nhõm một phần nào là bị hành căn hay là bị bùa ngải tâm linh. Và bốn nữa thì đối thì ăn đau là uống thuốc, thì tôi phải coi vào cái kiếp đó. Thượng quân đời này hết đời, đời hết nợ, không phải là gì. Thượng quân hạ quân, tam quân đại quân, tam đời lục quận, lục quận tam kinh, ngữ giả thượng quân. Là sách vở có nói một câu nói âm giới gọi là đất trời là đất thiên, đất cha là mẹ đất mẹ, đất pháp là đất từ bi, đất dân là đất hịnh, đất nở là đất màu. Nên là cái nghĩa, cái đời, cái ơn, cái quản, cái hành, cái đạo và cái nghị đều là tương tự là lẫn nhau. Nhưng mà đất hạ hay là đất pháp hay là đất con người, chứ không phải mình làm ác mà trời phải phá hại mình. Trời không bao giờ diệt là tất cả con người của mình hay là phá hoại tài sản của là con người của mình đâu. Cái này là giống như là cái kiếp xấu xong đó, lâu ngày như là hỏng chân đất, hoặc như là cái nước chảy lâu ngày chân không còn nữa. Chứ không phải là trời cho đó cho, mà trả lấy không hay, tùy theo là cái kiếp cái số. Chỉ có người vẫn làm tốt, vẫn nghèo khổ, có người làm sai, vẫn giàu sang, đó là sao? Đó là cái kiếp của họ. Pháp đại pháp là dòng nước xoáy, thì là lắng nước vì nước, lắng tâm vì tâm, lắng giả Phật giả là sông nước vì nước. Thì lên là sông suối gần sông nước, thì lâu ngày á, nước nó hút vào tâm đất như là vậy, đất, đất nó nở ra đó. Sau khi nó vậy nhiều ngày năm đó, thì nó sẽ là trở thành là mình giống như bị sạt lở. Nên là nếu mà ở gần nhà gần sông thì mình phải là làm. Dạ, Nam Trúc xin chào cả nhà. Thì bữa nay Nam Trúc có lại Quỳnh Phú chia sẻ về cái câu chuyện là nước cấm cả nhà. Thì cái câu chuyện như thế nào thì Nam Trúc mời cả nhà cùng theo dõi ạ. Thiên tử giả lập đời, thiên tử pháp gọi là cắt cả hoàn cầu, là hoàn thiên sanh sứ mệnh. Hiện tượng gì nó cũng sẽ có là xảy ra hết. Nhân sinh các vị đừng bao giờ nghĩ là hoang mang bất cứ cái điều gì xảy ra. Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Nhưng mà hiểu được thì mình nói, còn không hiểu thì tôi cũng không dám nói. Nhưng mà cứ đừng cứ hoang mang lo sợ điều gì, thì mình sống vẫn làm ăn, vẫn buôn bán lo cha mẹ. Còn ví dụ như là sập núi sập đất gì tới đó hạ tính đi. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng ấy, nếu núi nổ thì nó đã nổ từ lâu, âm pháp thì lúc nào cũng nổ ra, là bất cứ cái điều gì nó cũng đã xảy ra. Nhưng mà cái hiện tượng cái thiên tai là giống như là vị thần, vị mẹ thiên nhiên, là vị đất đai mà tạo hóa thiên nhiên mà sanh ra tất cả mọi thứ. Nên là tất cả năm non bảy núi âm pháp đã nổ gọn. Nhưng mà nổ gọn thế nào? Vì họ đang thi cử vào Long Thiên Hội Hoa Hội, Long Thiên Hội Pháp Hội, tử giả hoàn cầu. Nên tất cả người âm giới, cho dù chân trời góc biển, nếu mà họ bị phạt là âm giới cũng phải sinh họ. Tất cả mọi người sinh bị thương tật là người ta nấu xương nấu cốt cho họ, sau đó đưa về núi, về non, về chùa để nuôi học, dạy học mọi người, sau này để hoàn cầu sứ mệnh của bề trên. Tất cả mọi thứ là cùng nhau là xây dựng, là đất nước, là âm giới. Nên là chuyện gì nó cũng sẽ xảy ra. Âm pháp sẽ nổ âm pháp, nhưng mà thời gian sắp sẽ đến nữa. Nhưng mà không phải nổ mà để cho người đời mà dụ bị thương tật chết chóc. Nhưng mà cái đó là hiện tượng xảy ra thôi. Nhưng mà với một điều, đâu cũng là hiện tượng, đâu cũng là âm pháp. Không phải đá cây âm pháp đất, mà hút vị tinh tâm tinh nước nôi của trên núi non, mà xây nổ lòng vòng vòng là âm pháp, là chỉ là sơ dựng thôi. Mà cái gì cũng có cái pháp. Tại sao các vị nên nghĩ đi, bao nhiêu núi mà nó không nổi giống như núi Bà Đen, nhưng mà mỗi núi hiện tượng khác nhau. Ví dụ như ánh sáng hay là sấm giang, hay là những cái điều kiện gì xảy ra là nhiệm màu. Nhưng mà tùy theo là cái nhiệm, tùy theo cái màu, tùy theo cái dòng đời, và tùy theo là cái ngọn núi thần thánh
là tùy theo các vị Phật mà chiếu ra nữa, là mô Phật. Dạ, kiếp tì. Cái từ đời cùng tu gấp kiếp tì là sao, mong thầy Phú chia sẻ. Là tôi xin nói là đời mạt pháp. Mạt pháp tính ra có 13 cái mạt pháp. Một là mạt pháp thế nào, là tự con người hiểu mình làm sai đó. Hai cái mạt pháp là mình đi cho đúng đời, là đúng đạo, là thờ cha kính mẹ, là thờ cũ quyền thất tổ, là thờ đàn bà thì thờ tổ cô, đàn ông là thờ là mẹ sanh. Vì mình tu bao nhiêu đại kiếp là lên khả ngăn sắc, mình có trí huệ và tay chân mắt mũi đều đẹp đẽ, điều mà dòng tu mình mà có mà lên. Nhưng với một điều là mạt pháp, nhị pháp, tam pháp có hai mạt pháp. Một là mạt pháp đi sai đường, hai là mạt pháp mình làm ra những điều mà là trời đất không tha thứ là gọi là mạt pháp. Còn mình tu đi vẫn còn kịp, là tu thế nào là cho còn kịp, mà tu thế nào là không còn kịp, là tu thế nào là tự các vị đời tu, cho dù là âm dương hay là người ngăn gian. Nhưng mà với một điều tu làm sao cho đúng cách, là tôi nghĩ rằng là tùy các vị là hữu thực, tùy theo các vị ăn, là ăn gì là tùy các vị. Tôi chỉ nói một lần nữa là tu một điều thôi thì giúp đỡ được gì tôi giúp đỡ. Và thứ hai là thờ bề trên cha kính mẹ. Và thứ ba là chuyện gì đến nó sẽ đến, là chuyện thiên tai. Là tôi nói một điều nữa, trời sẽ không diệt vong con người. Nếu mà trời diệt vong tất cả mọi con người thì không có đến đây mà nói chuyện là đời mạt pháp đâu. Nên thứ ba, đâu cũng là cái số, đâu là cái trời định, đâu cái là cái thiên nhiên. Nên những điều gì nó cũng là xảy ra tất cả. Nếu mình tu đúng đi đúng đời, không cần mình, ví dụ như tôi, nếu mà tôi tu thật sự đúng đời, tôi không làm gì sai, thì bề trên sẽ là rước tôi. Mà tôi ăn nói tầm bậy tầm bạ, mà tôi hại chúng sanh, mà tôi hơn thua, mà tôi không hiểu đời, thì tôi vẫn bị đài đọ là như cùng. Còn tu thế nào, công đức hay công đức, mà hiểu thế nào, là chỉ cái bề trên hiểu được mình thôi. Nhưng với một điều, là tâm giả tâm, lòng giả quản, ngự giả quản, pháp đại pháp, không pháp có pháp, không đời có tâm, trí tuệ quyền tâm, không giả Phật đời, ngũ giả thượng môn, các giả quyền đạ, ngữ giả tâm pháp, đại từ hiểu Phật, ngũ giả thượng pháp, gọi là chân bước đại bước, chân lòng đại quyển, thờ cha kính mẹ, đại cờ đại cờ, đại thương đại thượng, ngũ giả pháp môn, đại kính pháp kính, đại lòng đại lòng. Còn nếu mà con lòng con người mình hiểu được đời, hiểu được đạo, thì có nghĩa là mình giác ngộ vị tâm ngộ. Là nếu mình hiểu được nữa, gọi là bề trên. Là thứ hai, cha mẹ mình đã cho mình cái đẹp, cái đẻ, cái thông minh và cái ăn học và cái hiểu đời, thì mình hiểu được đời thì nói được đời, còn mình không hiểu được đời sẽ không nói được nhiều. Nhưng với một điều là đi làm sao cho đúng làm sai thì tự mà tôi nói rồi. Một là đại bước thật lòng, hai là hiểu đời là hiểu kính, ba là hiểu được là tất cả nỗi khổ của âm pháp, của Phật pháp và của bề trên và của cha mẹ. Nhưng các vị là không hiểu được đâu, là trong các ngũ Phật họ cực khổ vô cùng, là nên các chị không hiểu được họ thôi. Các chị có bao giờ bất cứ ai là từ ngàn đời ngàn kiếp đến nay, cách đây là 2500, là 78 năm 6 tháng 1 giờ 3 giờ 1 khắc, thì các ai có hiện ý gì là Phật như thế nào, là nỗi khổ của họ như thế nào? Là các chị đã nghĩ rằng là họ thành Phật, vượt qua kiếp nạn khó khăn là khổ sở. Nhưng mà với một điều là Phật khổ tâm vô cùng, vì Phật phổ độ chúng sanh, mà độ thế nào là độ, thế nào không độ, nhưng mà vẫn là độ cho mình, cho cố quyền của mình, mà tùy theo là cái nghiệp, cái hành của mình tu nữa đó, là mô Phật. Dạ, thì cho đại hỏi một câu Quynh Phú, thì thường thường á, cái ở trên núi Cấm á, đại có nghe là tượng Phật Di Lạc á, đang nghiêng, cái đó là do bàn tay của con người tạo ra hay là do thần thánh làm nghiêng thầy Phú? Cái này là do là một chút xíu nữa là như là đất nó cũng nghiêng một phần nào trong đó, là cái núi sẽ chuyển chút xíu. Và thứ hai nữa là có nghĩa là đất cái đó nhầm khi mình xây một phần nào đó thiếu hụt một phần. Nhưng mà thứ ba nữa là tùy theo cái xây, mà anh nghĩ rằng là cái xây này là hoàn là một phần nhào thôi, là cái núi này là nó xây chuyển một chút xíu nữa đó. Nên là góc độ nó hơi nghiêng một chút xíu. Nhưng mà là Phật Di Lạc thì ổng là cũng đang ngự pháp đại pháp, ổng cũng đang là mở Long Thiên Hội pháp. Nói tính ra thật sự ổng là cũng là gốc Bồ Đề, là tôn tổ Phật đó đó. Nhưng mà ngũ hành tâm hành hiện giờ là Di Lạc ổng đang quản là 1.6712.000 người đang là thi cử đó, là ổng quản là những thi cử đó một phần nào thôi.
thì ví dụ Ngọc Đế khoảng một quần, ví dụ đi là 3 triệu, 8 triệu gì đó, là ông cố quản quần, các thằng thằng thánh quản quần, các cụ hành mẹ quản một quần, chứ không thể nào mình nên là ông cố quản hết, mà không phải là bà nên Ngọc Đế quản hết, vì một phần nào đó trong dòng tộc và đầu thai lên là ngăn gian, dị gian, tam gian của mình, nên là núi xây chuyển là cũng một phần nào trong đó. Nhưng mà cái hiện tượng này là cũng lâu rồi, có là mới đây đâu. Nhưng mà có ánh quán dị quán, ánh tâm dị tâm, là ánh sáng dị sáng, thì là các cha mẹ từ đó tu làm tới giờ, có bao nhiêu người là thấy là các Phật là bà để giáo pháp đâu, chỉ họ là trong bức tượng, và hoặc như hai nữa là họ là thấy ánh sáng hào quang, và thứ ba nó báo mộng cho mình, nhưng mà để cho mình là biết hiểu đời hiểu đạo, mà noi gương theo để mà tu tâm dưỡng tánh, mà để giúp đời đạo cha mẹ hai con cái vợ mình, đó gọi là dòng pháp đại Atula của thiên đắc Phật đó. Nên người ta nói là hình dòng đại dòng, hình sông đại sông, hình núi thiện núi, hình quang điện quang, hình pháp độ pháp, hình tất cả mọi hình, gọi là hình dung đại dung. Nếu mà đi năm non bảy núi thì để mình đi cúng giái là lại lục là bày cho anh cha mẹ, đó là cũng đều là điều tốt là lành cho người ngăn gian của mình. Nhưng mà cái chuyện theo anh nghĩ rằng á, đúng cấm này ví dụ là nổ chắc không có nổ đâu. Nếu mà theo nghĩ rằng nếu cấm này muốn nổ trừ ra có hai là hiện tượng mới nổ núi này nổi rồi. Một là Ngọc Hoàng Đại Đế là cấu hợp với đại hợp tam hợp, là của là thiên trời đất, là của thiên trời đất mặt trời. Thứ hai là âm pháp anh em đạo pháp, là có thể là chưa chắc gì nổ là cái núi ra là làm hai được nữa. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng nếu các vị nói ra thì không tin tôi, các vị sống bây giờ cho người đó cho hai chục tuổi đi, mà sống thêm 60 năm nữa thử coi núi có nổ ra không. Mà nếu có nổ ra là hiện tượng lạ thôi, chỉ là âm pháp sáng sủa, hay là dòng trời, hay là dòng pháp, hay dòng thiên, hay là ảnh hào quang gì, điều đó là sẽ là xảy ra. Bồ Phật, người ta nói là núi cấm mà nổ là cung vàng địa ngọc, thì cái câu từ đó có đúng không thầy Phúc? Thì cái này là họ nói theo là sách vở thôi. Là cung vàng đã mở, là pháp môn đã mở, là cung điện là đã mở. Vì cung điện, đại điện, kim điện là năm non hình núi, là non một, là sông hai, núi ba, nhà cửa, cây bốn, thượng năm. Nên các chị đã lên núi non, một tượng, một pháp, một nhà, một cửa, một tất cả mọi thứ, là con cái là nảy nở, mỗi người càng ngày càng đông, thì đã nở tất cả mọi là mọi thứ. Còn bây giờ nếu họ nở âm giới nhà lầu sơ vàng dòng, tôi nghĩ rằng đó là chỉ là âm giới tạo quá ra cho âm giới thôi, chứ là núi vàng núi bạc, gọi là núi vàng núi bạc, núi khăn núi tiên núi hồng, đó là gọi là núi pháp đã ra đời rồi. Còn nếu mà hiện tượng ví dụ người ta nói là núi nứt nở nổ, nhà lầu xe hơi đá mọc là nổ ra hoàng son, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ai không tin tôi thì đợi để đi, tôi nghĩ rằng có 100 năm nữa cũng chưa chắc vậy. Chỉ ra có hai điều lạ thôi, một là Ngọc Đế, là hai là thiên thần mặt trời là cấu kết lại quân mấy quả mai là thành sự thật. Còn tôi nghĩ cái điều này với âm giới và thiên đắc Phật chưa hề là họ nói ra cái điều đó, tôi nghĩ rằng là chắc sẽ không có hiện tượng đó. Nhưng mà có đi chăng nữa là có một phần nào là ánh sáng hào quang hay mây khói hay là tia sáng mà ra mà thôi, là mô Phật. Còn nhà lồng xe hơi, nhà son mọc ra, tất cả bệ gồng tam gồng, thì nhà cửa con người hồi đó có bao nhiêu đâu. Bây giờ đường đi đã thay đổi, nói nhà cửa đã thay đổi, tất cả mọi người đều đung đúc nhau, đã mở tất cả là âm pháp, là nói tất cả là mọi thứ. Nên cái điều đó là chắc chắn mô Phật. Dạ thì sẵn nói về cái đời núi cấm Quỳnh Phú thì để đi thì cũng đã nhiều, mà nhưng mà có những cái phần căn á, tại sao người ta nói là về núi giải căn và về núi núi cấm ngự, là cái câu từ đó là như thế nào Quỳnh Phú, mong Quỳnh Phú chia sẻ. Là kính thưa các vị, vì nuôi tại sao gọi là núi cấm, là tôi nói ra là núi cấm nói tới là năm non bảy núi. Là vì đời tam đời, vì núi vì núi, vì sông vì mẹ, vì đất trời thượng quân. Thượng quân có hai thượng quân, một là thượng cha, hai là thượng thờ, ba là thượng pháp, đó mới gọi là thượng quân thật sự của người đời, chứ không phải là thượng quân đời này hết đời hết nợ, không phải là gì. Thượng quân hạ quân, tam quân đại quân, tam đời lục quận, lục quận tam kinh, ngữ giả thượng quân. Là sách vở có nói một câu nói âm giới gọi là đất trời là đất thiên, đất cha là mẹ đất mẹ, đất pháp là đất từ bi, đất dân là đất thịnh, đất nở là đất màu. Nên là cái nghĩa, cái đời, cái ơn, cái quản, cái hành, cái đạo và cái nghĩ đều là tương tự là lẫn nhau. Nhưng mà đất hạ hay là đất pháp hay là đất con người mình thì về sát về nơi,
tại sao phải đưa về núi? Tùy theo là cái xác, tùy theo là cái nghiệp. Nhằm khi cái xác của người ta là trên núi non, là tu hành, mà bị nghiệp nạn, mà bị bất cứ cái dông gì đó, là bị gớt đài, là đi đầu thai về xa xôi. Khi họ về gặp là cổ quyền, hay các chư Phật, hay các của hành mẹ đều khóc lóc than thở, vì người ta mừng lại là gặp lại dòng tộc của người ta. Thì như bao nhiêu đài, bao nhiêu kiếp là mới gặp lại là dòng tộc âm giới của mình, nên họ mới mượn xác khai căn mở căn để bàn đạo, hoặc như là giấy gian cúng, hay là đọc pháp, hay là đọc kinh, hay là ca hát, hay là cúng, mà hành xác khóc lóc là đôi lúc là cái nghiệp và cái cơ và cái pháp, và cuối cùng là cái số kiếp của họ. Nên là nếu mà là mở căn là khai căn, là nơi đâu mở cũng được, tùy theo các vị tu thôi. Vì tôi mở căn nơi đây cũng được, nếu tin tưởng tôi thì là tại chỗ tôi vẫn mở căn được, mà về núi vẫn mở được, mà ở quê nhà nơi đâu tôi vẫn mở được hết. Nhưng cái giới một điều, tùy theo vào cái nghiệp, tùy theo vào cái kiếp và cái tu hành và cái đạo, mà tùy theo căn lớn và căn nhỏ. Là Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thì anh tôi cũng cảm ơn thầy Phú. Thì lời cuối thì thầy Phú chia sẻ cho cô chú trong nước và ngoài nước được biết là Huynh Phú ở đây có thể hỗ trợ được cái gì, chẳng hạn như là giải căn và những cái dâm hồn và bị yếm và bùa yếm và coi bán nát được. Mong thầy Phú chia sẻ. Thì tôi nói với một điều gì, thì tôi sẽ giúp là một là cái căn đó bị bùa ngải, hay là cái căn đó là bị phạt. Ba nữa là cái căn đó bị chặt ta chặt giò gạt đại kiếp trước, thì tôi xin giấy vàng đọc kinh cho họ được đi tu, được đi chuyển kiếp và được đi đầu thai, được về thiên đất mẹ. Và ba nữa là tôi sẽ giúp được cho mọi người, ví dụ như là nhẹ đi nhõm một phần nào là bị hành căn hay là bị bùa ngải tâm linh. Và bốn nữa thì đối với ăn đau là uống thuốc, thì tôi phải coi vào cái kiếp đó bệnh gì là mình uống thuốc nam, thì đối ăn đau phải uống thuốc. Và năm nữa thì các nhà cửa thì tôi phải coi, thì nhà đó của ai, đất cục có ai ở hồi xưa ngàn đời chịu kiếp, đất tổ ông hay tổ bà hay tổ thầy, hay là cục đất có con tà ở không địa, hay là quỷ dương ở, là ma dương, hay đất là của là âm dương ở, hay là bị chặt đầu chặt tay cho các ngàn đời đó, cho ai chết gì đó, thì tôi sẽ là giúp đỡ cho họ đi tu. Và sau đó mình là giải cách nào để là giải phong thủy nhà đó, các cái nhà nó mấy giờ động thổ hay làm điều gì, còn đất đai nào thì cũng có dông hay có hòm hay có chết chóc cái đó, thì tôi giải dân siêu độ. Còn buôn bán hay không thì tôi cũng phải viết bùa phép vô, sau khi nó giá cả là tùy vào là những người ngăn gian mình là quyết định. Thì xin nói một điều các chị, thì làm cái nghề này thì cũng bao nhiêu người tin tưởng mình, thì tôi nói rồi, nếu mà ai tin tưởng tôi thì đến, còn ai không tin tưởng tôi thì tôi cũng không bắt buộc. Thứ nhất, hai, tôi cũng không phải là ra giá ăn trăm triệu tỷ gì, thì ai khổ sở thì giúp, còn cho ăn nhoi thì là tùy vào các chị. Và cái thứ ba nữa, thì nói một điều nữa, thì tôi chỉ giúp đỡ những gì là người bệnh hoạn, hay là cưới vợ, hay là gả chồng, hay làm ăn. Thì tôi cũng xin một điều đó là tôi chỉ giúp được là âm dương là nhiều nhất, trần gian chẳng bao nhiêu. Nhưng mà với một điều, thì ai không tin tưởng tôi, nếu muốn nói đạo pháp âm giới hay thiên đất Phật, hay bất cứ là đạo gì âm giới, là ai theo độ ai, là người đó đầu thai ở đâu, và nếu cước nghiệp gì, là công đức nào, và cha mẹ của các vị là tu hành ở đâu, còn sống âm giới hay đi đầu thai, hay là về núi non phương trời nào, nếu tin tôi đến đây tôi giúp. Mà các chị đầu thai cái trước có ác cái con có dữ, hay có đạo đức, hay có cái đức, hay là bao nhiêu tội lỗi, thì tôi đều sẽ nói ra. Nếu mà tôi nói sai thì chào phạt tôi. Còn các chị không tin tôi thì xin một điều là đừng nên hơn thua với tôi, đừng mỉa mai. Tôi sẽ không hơn thua và mỉa mai ai hết. Còn các chị chuyện các làm thì các chị làm đúng thì trời sẽ đất là sẽ là giúp đỡ các chị. Còn tôi làm sai thì tự trả đất phạt tôi. Nên với một điều, còn nếu các chị không tin tưởng tôi thì đến tìm Nguyễn Văn Phú tôi. Là các chị muốn nói đạo gì và âm giới về thiên đất Phật và ngũ hành thì đến đây gặp tôi. Sông suối gần sông nước thì lâu ngày á, nước nó hút vào tâm đất như là vậy, đất nó nở ra đó. Sau khi nó vậy nhiều ngày năm đó thì nó sẽ là trở thành là mình giống như bị sạt lở. Nên là nếu mà ở gần nhà gần sông thì mình phải là làm tất cả bờ kè cây cối đóng vô cứng, hoặc cây chủ đá đâu đó mới chống lại. Thì là các vị đã biết rồi, mà khi con nước tàu chạy qua lại thì nước chảy thì đây là đá mòn mà, thì nên là cái hiệu hương tiện là giống như là thiên nhiên của đất mẹ vậy. Nên là mình nếu có cố gắng ở gần sông suối nữa thì mình hãy cố gắng đó, mình là đắp cây cối ha, là mình trồng trụ gì đó để cho cứng bảo đảm. Là tôi cũng đã xem qua là thấy dòng sấy gì sấy tam nước,
thì cây dừa đó cũng khoảng mười mấy thước mà rớt xuống nó mất tiêu cái ngọn luôn, là sông vô cùng giống cái đó là gì, giống như là sống mẹ thiên nhiên là gì hút tâm hút, mà nó hút xuống là dòng sông là nó chôn vùi luôn tất cả cây cối hay là đất đai là nó trôi luôn. Nên vấn đề này là có nghĩa là giống như là mẹ thiên nhiên, giống con nước mẹ và giống như là trời bảo đảm gì đảm là tam đảm để hút đi tất cả là mọi thứ là gần là bờ biển và bờ sông và dòng là cù lao rồi đó một hợp. Thì thầy Phú thì theo cái đó là của thiên nhiên tạo ra và chỗ hủng cho nên là mới sập như vậy, chứ không phải là trời đất đã kêu mà khiến cái khu vực đó là phải có sập bên lở bên bồi. Thì có nghĩa là sông nước với nước có khi một bên thì nó bồi ra mà một bên thì nó lở phiết vô. Cái này là sự thiên nhiên của diện màu của đất mẹ và sông nước thôi, chứ không phải là các ngũ mẹ hành hay các mẹ là âm giới hay là các mẹ là thần thánh nào mà để tạo quá ra mà để khiến cho mà sụp đất lở. Tại vì dòng nước chỉ nước nó cuốn trôi nó hút vào tâm đất gì đất của mình, rồi âm đất gì đất nó nảy nở ra nước nồi nó ấy vào nó hút vào là dòng đất gì đất tâm đất. Nên các chị thường nói đi đào đất lúc nào xuống là hai ba thước là đều có nước hết đúng không? Nên là cái dòng này giống như là cái dòng là để sờ sạt lở sụp thôi, chứ không phải mà cái dòng mà sạt lở mà để mà quỷ diệt hay là hại con người. Cái này là cũng là tự nhiên thiên hóa mà thôi. Nên là cái này là phải nếu mà các chị ở gần bờ sông thì đóng bờ kè, đóng sắt, đóng nọc gì đó mình trụ lại nó là để ấy. Còn khi mà sông nước chảy qua nhiều khi là ví dụ bất cứ là trời ở dưới nước có cái điều gì phức tạp, nước nó sấy cuộn lâu ngày nó hở, nó hao mòn, nó hở dưới chân đất dưới á, nên hở chân đất trước rồi sau từ từ lâu ngày cái đó không còn bờ chân là cuối cùng nó sấy giết mình, nó sụp là nó lở xuống đó, gọi là dùng đất mẹ mà do dòng sấy đó mô Phật. Dạ thì thầy Phú cho đề hỏi thì có khi nào mà mình nói cái câu theo giảng thôi, thì khi mà thường người ta nói giàu sang như nước giàu sang phú quý như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ là xong, có lẽ là có khi nào mà ít tu hay là cái số đã vậy không thầy Phú? Là tôi nghĩ là có một điều, cho dù làm hiền hay làm ác thì không ai muốn gặp nạn là sự cố mà chảy ra. Nhưng mà có một vấn đề gì đó, cái này á là tại vì cái kiếp số luôn như mình ở là hơi gần mấy sông thôi, chứ không phải mình làm ác mà trời phải phá hại mình. Trời không bao giờ diệt là tất cả con người của mình hay là phá hoại tài sản của là con người của mình đâu. Cái này là giống như là cái kiếp số sông đó lâu ngày như là nó hỏng chân đất, hoặc như là cái nước chảy lâu ngày chân không còn nữa, chứ không phải là trời cho đó cho mà trả lấy không hay. Tùy theo là cái kiếp cái số, chỉ có người vẫn làm tốt vẫn nghèo khổ, có người làm sai vẫn giàu sang, đó là sao, đó là cái kiếp của họ. Nên đây có đâu cũng là cái kiếp, nhưng mà cái hiện tượng nó xảy ra là cũng không ai muốn là bao giờ. Giống như là đất mẹ, đất quan, đất pháp và đất tổ mà xảy ra hiện tượng vậy là cũng như là giống như trời xanh. Nên là cái mỗi vấn đề đó là không phải là người nào cũng muốn gì bao giờ. Thì trời cho đã có rồi mà thay cho ngủ một đêm lại là mất đi tất cả mọi thứ, nhà cửa đất đai mình đó. Đó là anh nghĩ rằng đó là giống như một cái kiếp nạn của con người đó, là mô Phật. Theo mà thầy Phú thì những cái khu vực đó thì tập như vậy á, thì những cái khu nhà mà di dời hết á, thường thường người ta nói là vô còn cái nhà mà đó vô đó như cái bẫy chuột. Thì theo thầy Phú mà mình phía bên cái phần Dung Di á, thầy Phú có thể chia sẻ cho biết là cái khu vực đó là còn lở đúng không thầy Phú? Nếu mà không mình không đắp thêm mà nước chảy thêm nó sẽ còn sạt lở thêm nữa. Yeah. Sạt lở vô nó sạt lở tới hoài. Yeah. Là từ bao nhiêu tự được cái cục đất đó là cái chân nặng chân sâu. Yeah. Là từ từ nó sẽ sạt lở thêm một phần nào nữa. Yeah. Nếu mà bà con mà muốn ở đó lâu dài thêm thì nhớ hãy chuẩn bị, dù mình đóng nọc hay đóng trụ gì cho chắc, rồi mình múc đất mình be lên nữa thì sẽ ở nó hoàn đầu hơn. Yeah. Còn mình không làm gì nước chảy hoài lâu ngày đất nó phải là mòn hoài đi, nên là cái sự hiện diện nó sẽ là không đóng nữa, nó sẽ lỡ giặt thêm nữa, nhưng mà thời gian là tùy theo ít ngày hay lâu tháng mà thôi, nó sẽ hiện tượng xảy ra lỡ thêm nữa. Nó nếu mà sạt lỡ được là nó sạt lỡ hoài luôn mà ít nhiều, ví dụ thời gian là lâu mau là sớm muộn thôi. Nên nếu mọi người ở đó, nếu mình định cư lâu thật sự thì mình phải trồng cây trồng cối, rồi mình phải đóng nọc đóng bờ kè rồi làm lại cho chắc chắn á, thì nó sẽ thời gian nó lâu hơn nữa. Còn nếu mà đã đóng rồi thời gian sau mà nước nông vô nữa thì nó đỡ hơn chút, nhưng mà nó vẫn sạt lở nữa. Yeah. Hả? Một phần. Dạ,
Dạ thì thầy Phú cho để hỏi thêm một câu, thì theo mà cái khu vực đó đó thì có những cô chú người ta nói là không có dám ở luôn. Thì con người mình mà thì thấy sạt lở quá thì tất nhiên là phải sợ. Có câu nói thường, một câu nói rằng á là quản sự đời là quản kiếp, là đắc đời là đắc kiếp, đắc cha là đắc tổ, đắc đời tông là giáo truyền là của là ông bà tổ tông. Khi sạt lở quá người ta chỉ nghĩ rằng là sợ sau này nó sạt thêm nữa rồi có xảy ra chuyện gì nữa, nên là có nghĩa là sạt lở. Nhưng mà con người mình sống thì mình phải biết nghĩ hành. Nghĩ hành có nghĩa là sao, là mình phải đóng cây cối, mình phải làm bất cứ cái điều gì đó để cho giữ chọn lại cục đất của mình, để sau này mình ở được kiên cố hơn. Nên mình ví dụ như những người mà ở đó đã lạc lỡ gì mà cây dừa mười mấy thước hoặc nhà vậy nó hợp cái mất tiêu, theo nghĩ gì như bình thường dám ở không? Ta sợ chứ, nên là mới muốn ở đó thì phải cố gắng mình trụ lại, mình đóng nọc đóng cây gì là tốt nhất. Còn cái này không phải là mẹ thiên nhiên mà giận hờn hay là phá quấy, không là tất cả tôi thấy nơi đó là đều là âm pháp, đều không phải là do mà trời đất tạo quá thiên nhiên, mà cái này giống như là nước nông. Rồi cuối cùng đất lở sạt là do là cái nghĩa là mình là không có đóng trụ cột nhiều tốt cứng á, nên lâu ngày nước chảy thì đá mòn, nước chảy hoài thì đất đai cũng hơi mòn. Thì con người mình cũng vậy thôi, nó là sống thì thế nào mình phải hiểu. Cây cối thì một ngày một lớn, đất thì một ngày là nó nở, nhưng mà tại sao đất nó không nở mà nó suy sụp xuống? Vì đất không có chân nhiều đó, nên là lâu ngày lắm rồi đất này nó mới nói ra. Nếu tôi tính ra không sai lầm, đất này là nó đã là xung chuyển mà lở mòn ra là cái sông đó, khoảng khúc đó lở nhiều vô cùng rồi. Cách đây là khoảng từ là 32 năm trở lên rồi đó, là nó xấy mộ từ lần vô đó. Đó, mô Phật. Dạ thì để có nghe cô chú và quý vị nói là thầy Phú có thể là xích hồn đi xuống diêm xuống âm phủ chứ để xử tội luôn hả thầy Phú? Thì xích hồn dưới là cũng là tùy theo vụ án. Nhưng mà một là đòi công bằng cho họ. Những vụ án nào mà quan ức này kia họ bị phạt lâu năm thì giấy dân sinh hồi. Là thứ hai nữa là phải nói chuyện qua tùy theo cái bộ pháp, tùy theo cái bộ kinh, tùy theo tứ pháp, tùy theo là Diêm Vương hay Ma Thiện Vương hay là Phật Vương hay là quỷ sứ xử vụ án nào mà khi mà đôi lúc ví dụ như là họ không chịu họ đòi xử lại thì mình cũng phải giải thích công bằng. Và sau đó tội gì người mà làm tội mà khi người xuống âm giới mà họ không chịu nhận tội thì phải buộc phải là quay kiến là thủy tinh của âm pháp, là quay kiến đó lúc nào và âm giới làm cái những người đó làm tội gì, làm sai điều gì, lúc mấy giờ ngày nào tháng nào thì họ sẽ quay lại toàn cầu. Và 18 cái kiến thủy đó là kiến của âm dương trời đất sẽ quay lại. Cuối cùng là kiến của là thủy nguyện của tâm nguyện của trời đất là kiến thứ là 19, là họ nên quay lại. Nên cho dù họ tội, họ nói dốc nói láo gì đó cũng không khó cảnh gọi của họ được. Họ quay lại tất cả mọi thứ hoàn cầu để cho hiểu. Nên tội là tội gì, phá gì, hại ai, và làm gì. Nên đó, là tất cả mọi thứ hoàn cầu xong rồi là phải là Diêm Vương hay là Ma Thiện Vương hay là cổ quyền hay tất cả là dòng tộc dị tộc của là Phật pháp hay là các cụ lãnh cô hay mẹ cô đều phán xét lại xử mà đòi công bằng cho họ. Nhưng mà lúc xử họ bị thương tật thì cũng phải là giúp cho họ là lành thương, lành vết mà nối xương cốt và chặt tay chặt giò, thì phải đọc kinh pháp và phải nối là pháp lại và phải thuốc men băng bó lại giống như người dần dần thôi. Nhưng mà có nghĩa là họ cũng giống như mình, khi bị thương bị tật hay bị nghiệp nặng họ cũng nhức nhối là vô cùng. Nên là cái nguyện đời thì có nghĩa là giống như là một điều thôi, là cha mẹ bề trên thường nói là ở đời thì là hiểu đời, ở đời hiểu một thì ta biết một, sống có đời là có trước có sau, sống một hiểu một, sống hai là hiểu hai. Nhưng mà mình sống một mà mình nói tới ba bốn thì mình vẫn là bị là quyền phạt cũng gì thôi. Nên những gì anh hiểu được anh nói. Nhưng mà Diêm Vương ổng công bằng, nếu mà đúng ra thật sự Diêm Vương nghe quý vị là hai cái đầu con rồng và một cái đầu là gì không, một cái đầu là nó đúng thật sự, một con đầu con gà, là một cái đầu là con chó mà không phải con chó tầm thường đâu. Đáng lý ra con chó này là âm giới đại giới, là chó cũng như là cha mẹ của mình đầu thai lên đó. Nếu nói ra trần gian thì không tin thôi. Nhưng mà chính giữa ổng, giữa đầu giữa cuối cùng đó, là đầu Phật. Nhưng mà ổng có tay chân gắt nhiều, là có sợ gâu sợ ấy gì nhiều vô cùng. Nhưng mà khi mà ổng biến ra tinh tấn rồi là sắc đẹp vô biên, là hào quang là dẫn sáng luôn. Nó là gọi là Diêm Vương. Nhưng có một điều một cái, ổng có là hai quán quan, là ba phó tướng đó, và hai phó pháp, và một phó là để mà giao sổ sách, một phó để cộng sổ, và 13 người để tính sổ sách là tội lỗi, và 14 người để đo độ tất cả là thân xác những người âm giới hay trần gian.
14 người đo. Sau đó là có 13 người là hành hình, tùy theo tội hành hình, tùy theo tội nhẹ. Và 16 người là để chuẩn bị là đồ đạc. Và 18 người là để giao tính vào là công bố tội là đưa ra mà xét xử. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nên là những điều đó là điều cộng sự, là tâm sự, là gần. Mà tùy theo vụ án lớn hay án nhỏ. Án ví dụ như là quýnh cha mẹ khác, là ăn cướp giết người khác, là phá hoại người ta khác, là thư yếm hại người ta khác, mà hơn thua khác nữa, rồi nhiều người khác, đập tượng là khác, đập bàn thờ là khác, là tùy theo vấn đề. Còn bây giờ tu hành là có nghĩa là họ tính vào mình cái tu, cái đời, cái kiếp, là không phải một kiếp này. Nếu mà người trần gian thì tới 33 kiếp, còn người mà trong cổ huyền là tới 88 kiếp, 122 kiếp nữa. Còn bên thành pháp là tới 1000 mấy kiếp và 1000 kiếp, hoặc như là thấy là cái là 9000 kiếp không chừng nữa. Tùy theo cái đó, cái tu là cái đời nữa đó, mô Phật. Dạ thì thầy Phúc, thì theo những cái câu thường thường người ta nói á, là kêu bằng là đời tới là kêu là hạ quân đại đã hết thời, phong ba quyển chuyển đổi về gia can. Thì theo những cái câu từ phía bên Phật và Hảo á, thì cái câu từ đó phía bên cái phần duy di của thầy Phúc như thế nào? Nếu mà nói ra thì mất công là người ta hiểu lầm, mà mình là mai nghĩa trách móc. Nhưng mà nói đúng thật sự, nếu muốn nói pháp thì phải hiểu gì là cửu quyền, sau đó phải hiểu gì là địa ngục, và phải hiểu về Phật. Nên các chị là bất cứ lại, nếu từng các chị có từng là trò chuyện với cửu quyền âm giới, hay là cửu quyền là thiên đất Phật, hay là diêm dương, hay là ma thiện dương, mà các chị hiểu đời về hiểu Phật như thế nào không? Các chị hiểu đời là Phật sung sướng hay là khổ? Phật rất khổ, cái cố quyền là cố quyền cũng rất khổ, vì họ tối ngày họ lo xử án nè, lo con cái và dòng tộc người chết quan ức và người tội lỗi và cá mắm vịt và sâu bọ rau củ cải, bất cứ cái điều gì cũng có. Nên họ nghĩ rằng là Phật là sướng vô cùng, là không phải đâu. Phật là rất nhiều hồn, mà cố quyền rất nhiều hồn, là họ lo trong tay sức nhau để họ mở là Long Thiên Pháp Hội, Đại Thiên Thượng Pháp. Nên là họ một ngủ một đêm á, một tiếng ngữ, hai tiếng và một tiếng không chừng, mà tùy theo cái trong hồn họ mệt mỏi. Có khi có trong hồn của Phật á, cả 3 tháng 4 tháng chưa ngủ được nữa đó. Nhưng mà đâu phải họ một hồn đâu. Nhưng mà nói các chị nghe, là cái điều nào cũng có cái giá nó. Là tôi biết một thì tôi nói một, biết hai là tôi nói hai. Vì dòng đời nhị tam quan, dòng đời dị quan quan, là tu quan đại quan, tu hành phạo pháp, là thờ cha kính mẹ, là cửu quyền trên hết. Thứ hai là đạo pháp, là đạo pháp nó đạo, đạo nào là một đạo. Nên là dòng đạo của tôi, ai tôi cũng tôn trọng đạo, gọi là giáo hội thiên tứ hội, giáo pháp thiên Phật pháp, đại hội cửu quyền kim quyền. Dù cho con người mình đầu thai lên nhân gian, cho dù là con của Phật trời đất sanh ra đầu thai lên mà tu thành Phật cái chân nữa, là dù cỡ nào cỡ là cũng phải là về âm dương hết. Tại vì âm dương, nếu mà diêm dương không đóng án, ma thiện dương không đóng án, Phật dương không đóng án thì chưa thành Phật đâu nghe quý vị. Chỉ thành thần thành thánh mà thôi. Còn nhị tam trong tam, nhị đài trong đời, sách vở thì nói theo sách vở thôi. Còn nếu ai hiểu được âm giới, hiểu tất cả mọi thứ, hiểu gì Phật, hiểu gì cổ quyền, hiểu gì tất cả là mọi người, là mới đúng là thật sự. Nên là có nghĩa là tôi nói các vị là xin tha thứ tội. Tôi cũng không muốn hơn thua, mà không muốn moi móc. Những gì hiểu thì tôi nói hiểu, còn không hiểu tôi sẽ không bao giờ nói. Là sách vở thường nói âm giới một câu nói, là thân ta ta độ, thân đời đại kiếp, tu thân thân hiểu, tu đời là tâm, tu thượng đại thượng, thờ cha kính mẹ, đại đời kim đời, tức giả quyền tông, lão tổ quyền tổ, lão tông quyền tông, là mình con có nhà tông, nhà nhà tổ, thì mình cúng thờ cha mẹ là bề trên. Và thứ hai, nếu mình hiểu về đạo thì cứ quyền nội. Nhưng mà một điều nữa quý vị không hiểu đâu, khi mình biết một mà nói hai, xuống dưới vẫn bị phạt, và vẫn bị phạt như thường, bất cứ lại con của trời đất. Nhưng mà với một điều là Phật dạy ta, có bao giờ hơn thua sam si, có bao giờ mà ghét ganh, có bao giờ mà chửi mắng môi móc không? Nhưng mà Phật dạy ta là cứu khổ cứu nạn, hay làm gì được cho cha mẹ, hay là thờ cúng cái gì, đó là đạo phúc quê là của ta. Nên một điều nữa là đạo là một đạo tự đạo, đạo tự tâm tự quản, là đạo là không có hơn thua. Đúng ra thật sự đạo không hơn thua, mà đạo cũng không moi móc, mới gọi là đạo cửu quản đại kim, cửu cha trời đất, cửu quyền đất tổ. Còn nếu mà các chị mà đạo
cho rằng mình giỏi hay hơn thua hay xăm xi gì đó thì tùy vào cái nghiệp của các vị, sau này gặp Dinh Dương sẽ xử phạt các vị sau. Nhưng với một điều, nếu tôi nói sai thì tôi vẫn bị phạt ảnh bài đài đó, nhưng vẫn về hiểu là tôi hiểu. Nhưng với một điều thì ai làm là nấy ăn, mà làm như thế nào là tùy vào các vị, mà lương tâm cái gì đúng hay sai thì tự Dinh Dương là quán xét. Mà nếu tôi làm sai thì cha mẹ bề trên và cổ quyền sẽ là quán xét tôi. Nhưng với một điều, tôi sẽ không hận tôi dài hết, mà cũng không muốn chửi mắng ai. Làm cái ngày này là trời cho thôi. Đáo đi đứng đi thật sự, tôi chẳng tu ngày nào hết. Nhưng mà tôi không tu, nhưng mà tôi học đạo với âm giới. Điều bề trên là cho tôi. Trong sách vở của các ngụ Phật thường nói một câu: A Di Phật, Mô Phật. Tôi xin đọc một đoạn gọi là tu tâm. Tác giả Quyền Đài, Đại Công Tử Dạ, Môn Kinh Thế Kinh, Mẹ Cha Thiện Pháp, Ngã Phật Tự Lòng, Tiết Độ Hoàng Tâm, Bước Đài Đại Hiệu, Bước Không Đại Quang, Ngữ Hành Tôn Pháp, Đài Đạo Hiếu, Kính Gửi Phật Tôn, Kính Gửi Phật Cha, Kính Gửi Cổ Quyền Thất Tổ Đại Kim Quang, Kính Gửi Ngũ Hành Đất Mẹ Thiên Nhiên Nhiệm Màu, Đá Phật Tự Phật, Đá Lòng Tự Lòng, Thân Xác Đều Con Của Cha Mẹ Bề Trên. Thì xác mình thấu hiểu một đời, gọi là tu tâm, tu tánh hay là tu thân. Xác mình không độ được, làm sao độ được cho âm dương? Xác mình không độ được, làm sao độ cho được bề trên? Nên xác thân tôi, tại sao tôi hiểu một chút xíu? Vì tôi vẫn còn sống, vẫn còn ăn rau củ cải, vẫn còn hơn thua thì vẫn hẳn dài sẽ là bị phạt như thường. Nên xin một điều là tu như tôi chỉ giúp một là cho âm dương nhiều thôi, và thứ hai giúp được gì cho là ngăn gian là tôi giúp. Nhưng với một điều, đạo nào tôi cũng kính đạo, nhưng mà với một điều, hơn thua đạo tôi sẽ không thua rồi, mà chia đạo tôi cũng không chia. Vì đạo của tôi gọi là giáo pháp đại pháp, giáo thượng đại thượng, thiên tổ Phật cha, thiên trời kính mẹ, thiên tâm đại tâm, cổ quyền thác tổ đại kim cố, bổn giả kim canh, ngã Phật từ bi, nam thượng đại thượng kim quang, A Di Phật, Mô Phật. Thì cho đại hỏi thêm một câu, thì thầy Phú thì thường thường á, những ông bà xưa người ta nói đời bây giờ đó, thấy mà thay đổi thời tiết rất là nhiều, nắng mưa, với lại là hiện tại á, bên lở, bên sụp, bên bồi. Nói như lại là cái câu chuyện là ở bên Vĩnh Long sụp mười mấy căn nhà, ngủ một đêm thức dậy sụp hết trơn. Cái đó là điềm báo cho ta là có hạn hán, hay là cái khu vực đó là ta nên phải né, hay là như thế nào thầy Phú? Là cái khu vực đó là tại vì dòng nước nó xấy, nó cống trôi, nó hút vào âm đất gì đó, thì lâu ngày đất nó nở ra, nó mềm, nó không có chân nữa, nên nó bị sạt lở. Nhưng mà con cái nếu mà sống ở đó thì mình phải gắng cố gắng bồi đắp thêm, thì sau này sẽ đắt nó ấy được. Nếu mà nó lỡ được là từ từ nước chảy nữa, nó lỡ thêm nữa. Và thứ hai, bây giờ là thiên cơ, cơ đã đến tất cả mọi thứ, và cơ nào cũng có cơ, nhưng mà trời không thấy việc hết là con người đâu. Nên thứ gì là điều gì nó cũng là xảy ra, có đó là không phải là tu đi mà để không còn kịp. Nhưng mà nói thẳng các chị, tu vẫn tu, mà vẫn nuôi cha, vẫn nuôi mẹ, nuôi vợ nuôi con, làm ăn buôn bán. Còn chuyện gì đến thì nó đến. Thí dụ như mình đã biết được thiên cơ, là thiên cơ nó như thế nào, và thiên cơ đó gì, mình biết được ngày mai không, có biết được ngày mai nữa không. Nhưng mà với một điều gì, những gì anh biết thì anh nói. Dạ gì giống bây giờ đời đã âm giới, đã người ta nói rằng là âm giới đại giới, kim khăn là hậu giới, là âm giới con ngục đã khai mở hoàn cộng, là để ghi vào sổ sách những các vị là âm giới địa giới ngàn đời chịu kiếp, và những gì là ngăn gian âm giới gọi là lập đời